mới về cái thùng healthy ha, mới nguyên thùng luôn ha. Đó, giờ anh chăm nè. Đầy đủ chuyện luôn. Đây ha. Đó, cái bình ga này nè, bình ga nó có cái hộp luôn ha, nguyên cái hộp luôn, bình ga mới luôn, là mình mới bỏ bình ga mới vô cái máy ha, để mình test thử. Đó, cái bình ga này của máy nỉa hết nè, không biết nó còn, mình gắn bình ga mới vô luôn. Bình ga này nè mọi người sạc lại được nha. Đó, bình ga zin cho nó luôn. Đấy là còn bình ga này trong thùng nha. Đó, thùng có van ga nữa ha. Đó, cái van này mua có mắc tiền nha. Rồi cái này mình chặn lại được đó, mình hồi nãy là nó nằm nguyên hộp rồi nè, mình thấy cái này nó hết ra sao bỏ vô một tép, mình mới bỏ bình ga này ra, bỏ bình ga vô cái van này mới chưa xài ha, nó nguyên hộp luôn. Đây nó có đầy đủ nè, cái ống nè, thông nông đinh nè ha, băng nè, này như mới luôn ha. Rồi cái kẹp nè, giữ cái gì nè ha, cái này che lỗ tai nè, à, chống ồn ha, catalog của nó ha, nó gửi đây hàng xài nước luôn nha, đó, đủ phụ kiện luôn. Đó, hộp này thì mọi người cái van ga này mắc lắm nha. Rồi cái này nó gắn vô đây, nó có cái kèm vô đây nữa ha, dài vô đây nè. Rồi cái này đinh của nó còn trong bịch luôn nha, cũng healthy luôn nè. Đổi ra cho mình xem. Đó, còn nhiều đây đinh luôn ha. Rồi, 10, 20, 30, mấy chục nè. 80 nè ha. 100 nè. Đây nè. 12, 13, 14, 15, 16, 17, 200. 200 mấy cây ha. Đó. Cái bạch tôi nha. Cái móc của nó nè ha. Đó, móc của healthy luôn. Rồi. Bộ này nè mọi người giờ xài là ok luôn nha. Bình ga này mới luôn. Đó, còn bình ga Seiko có van Seiko luôn ha. Này nguyên hộp luôn ha. Đó, mình mới tháo ra nha. Hiện tại là bình ga trong đây nè. Nó có van luôn mà mình gắn bình ga này vô để test đó, mình quay ra ha. Đó, bình ga này sạc lại được nha. Mọi người sạc lại. Đinh này mua cũng dễ nha. Nó là đinh dài đinh ngắn đây nè ha. Rồi mình sẽ test nè, cây ngoại hình cây quá đẹp luôn, chưa vệ sinh luôn ha, người ít dâm đó. Này là tại đẹp đó mới lấy ha, nó quá đẹp ha. Này để sưu tầm được nguyên thùng luôn nha. Này đồ healthy nè, không biết này nó bắt bát gì nè người ha, nguyên full luôn ha. Rồi xem test cho mọi người xem. Đây. Gửi 100 nè. Tem còn đẹp nữa, đát nó 23, đát cao luôn nha. Tháng 4 23 ha. Đây nó là còn nhiều mới luôn nha. Cái bát này hình như nó gài đâu đây nè ha. Đây nè ha. Biết gài đâu ha. Rồi mình sẽ test cho người xem. Máy đẹp nha, nhiều mới luôn ha. Đó người ha. Quay bằng tay nè. Rồi ha. Đó ha. Đó, nè chú nồi bóp cò nha. Đây. Đó, ok ha. Đó. Không có lủng nữa ha. Rồi. Rồi, người nào cần liên hệ mình nha. Cái này đủ thùng ha. Rồi, cảm ơn mọi người. Đó, cái van này không là mua mắc tiền nha. Van này mọi người về xài cho cây khác cũng được nha. Quan trọng cái van này nè. Van này mua chịu mấy ha. Rồi, nào cần liên hệ mình ha. Này này đáng sưu tầm nha.